Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Cuối tập trước, sau khi biết cái chết của con trai mình có liên quan đến phiêu miễu cung, làm phong thiếu vũ tức giận không thôi, hắn liền cho gọi vô thương võ đế đi vào. Ngay khi vô thương võ đế vừa tiến vào, phong thiếu vũ liền nói, kim thân võ hoàng là thuộc hạ dưới chướng của ngươi, hơn nữa ngươi cũng đã lưu lại một đạo ý chí võ đế trong người hắn, thế nên hiện tại ngươi thử liên lạc với hắn xem có được không. Vô Thương võ đế nghe vậy thì có chút nghi hoặc, không biết tại sao đại đế lại bảo mình làm như thế, mặc dù nghi hoặc là thế, nhưng vô thương võ đế cũng không có nói ra, mà liền làm theo ngay. Thế nhưng tại thời điểm hắn câu thông với kim thân võ hoàng, thì lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Sau một hồi cố gắng vẫn không câu thông được, sắc mặt vô thương võ đế liền trầm xuống, cúi đầu nói, đại đế, thuộc hạ không thể liên lạc được với kim thân võ hoàng. Phong thiếu vũ nghe vậy thì tức giận nói, phong vũ lôi vừa bị một thiếu niên giết chết trong cổ ngu giới, người mau dẫn người đến đó, điều tra rõ ràng cái chết của phong vũ lôi cho ta, rồi tìm ra tên thiếu niên đó mang về đây, người này cùng với phiêu miễu cung có liên quan, thế nên khi làm việc ngươi cần chú ý một chút. Vừa nghe được lời này làm cho vô thương võ đế có chút sững sờ, hắn không ngờ được lại có người dám hạ sát thủ với con trai của đại đế. Trấn tĩnh lại tâm tình, vô thương võ đế cũng không có hỏi thêm gì, mà liền đi triệu tập nhân thủ, rồi lập tức khởi hành tiến đến cổ ngu giới ngay. Mà lúc này ở bên trong cổ ngu giới, tần trần cũng không biết được những chuyện phát sinh ở bên ngoài. Ước chừng sau nửa tháng chữa thương, thì thương thế trên người mới hoàn toàn khỏi hẳn, thở ra một hơi. Tần Trần liền đứng dậy vương vai, giết chết Phong Vũ Lôi làm cho tâm trạng của hắn thoải mái hơn rất nhiều. Thấy Tần Trần đứng lên, ba người U Thiên Tuyết liền chạy lại hỏi thăm tình hình, khi biết thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, Cơ Như Nguyệt có chút ngượng ngùng tiếng lên nhỏ giọng nói, "Tần Trần, đa tạ ngươi đã xuất thủ tương trợ, nếu không có ngươi, chỉ sợ rằng lúc trước chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi." Nghe Cơ Như Nguyệt nói vậy, Tần Trần không chút suy nghĩ mà tùy ý nói luôn, "Không cần phải khách khí như vậy đâu, cứu ngươi cũng chỉ là thuận tay mà thôi." lúc đầu còn tưởng từng trần đặc biệt tới cứu mình nên vừa nghe được lời này trong lòng cơ như nguyệt tức khắc trở nên khó chịu ngay nàng tức giận nói thêm lần này nữa thì ta nợ ngươi hai cái mạng ngươi yên tâm sau này ta nhất định sẽ trả cho ngươi còn bây giờ tốt nhất ngươi nên nghĩ xem nên ứng phó với hiên viên đế quốc như thế nào Tần trần nghe thế thì lơ đỉnh nói sự tình ngày hôm nay chỉ cần các ngươi không nói ra thì sẽ chẳng ai biết ta giết phong vũ lôi cả thấy Tần trần không chút để tâm nào đến chuyện này sắc mặt cơ như nguyệt càng thêm nghiêm túc nói Tần trần ngươi đừng quên ý chí võ đế của hiên viên đại đế hàng lâm đã thấy ngươi chỉ cần nghe ngóng thêm một ít tin tức kết hợp với thủ đoạn của hiên viên đại đế thì muốn tìm ra ngươi cũng không có gì khó khăn cả mặc dù cơ như nguyệt đã tận tình khuyên bảo như thế nhưng tần trần cũng không có để mấy lời này của nàng vào tai thanh âm hờ hững vang lên nói được rồi chuyện này ta đều biết chỉ cần các ngươi không đem chuyện ngày hôm nay nói ra thì những chuyện khác cũng không cần phải lo dứt lời tần trần liền xoay người hướng chỗ sâu trong phế tích này đi đến thấy Tần Trần không thèm để ý đến lời mình nói mà liền quay người rời đi như thế làm Cơ Như Nguyệt càng thêm tức giận tức khắc nàng liền lao đến chắn trước người Tần Trần nghiêm túc nói Tần Trần ngươi nghe ta nói thế nhưng không đợi cho Cơ Như Nguyệt nói hết lời thì Tần Trần liền hỏi ngươi quan tâm ta như vậy không phải là thích ta rồi đấy chứ nghe được lời này làm Cơ Như Nguyệt tức đến phát điên nàng hận không thể đem Tần Trần đập chết ngay tại chỗ đứng ở bên cạnh nhìn bộ dạng lúc này của Cơ Như Nguyệt U Thiên Tuyết vội vàng đi lên thần sắc khẩn trương nói Trần thiếu như nguyệt nói vậy cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của ngươi mà thôi thấy u thiên tuyết ra mặt lúc này từng trần mới cười nói nếu sự tình đã làm rồi thì nghĩ nhiều cũng vô dụng hiện tại việc chúng ta có thể làm chính là nâng cao thực lực của chính mình còn về phía hiên viên đại đế thì đến đâu tính đến đó đi lúc này đứng ở một bên trần tư tư đột nhiên lên tiếng từng trần ngươi yên tâm chuyện này đều do ta mà ra ta sẽ không để ngươi gánh chịu một mình đâu trần tư tư vừa nói dứt lời u thiên tuyết liền chớp lấy cơ hội này cao giọng nói luôn đó là điều đương nhiên trần thiếu cũng vì cứu ngươi nên mới giết chết phong vũ lôi coi như ngươi có lấy thân báo đáp thì cũng không đủ để báo đáp trần thiếu trần tư tư nghe được lời này khuôn mặt tức khắc ửng hồng hẳn lên nhất thời không biết phải nói như thế nào mà u thiên tuyết thấy vậy thì thừa thắng xông lên hung hăng nói chẳng lẽ ngươi còn thấy ủy khuất nếu không có trần thiếu thì bây giờ ngươi còn có thể bình yên đứng ở đây không chỉ sợ đã bị phong vũ lôi giày vò đến chết rồi đứng ở bên cạnh nghe u thiên tuyết nói vậy làm cơ như nguyệt thiếu chút nữa thì thổ huyết trong lòng thầm nghĩ không phải Tần trần là nam nhân của u thiên tuyết sao làm sao bây giờ nàng lại thay hắn đi cô gái thế vậy về phía Tần trần thấy u thiên tuyết lại đi tuyển vợ cho mình thế kia làm hắn có chút hoang mang thế là hắn liền quay sang nhìn đám người cười một tiếng nói các ngươi cứ ở đây nói chuyện đi ta qua không gian trì nhìn một chút lời nói vừa dứt hắn liền xám xịt quay người rời đi luôn thấy Tần trần rời đi u thiên tuyết liền tiến lên chặn lại không chút che giấu vội vàng nói trần thiếu tư tư thế nhưng là thiên sinh mỹ thể nên không thể để tiện nghi cho người khác được Biết được nguyên nhân mà U Thiên Tuyết ép bằng được Trần Tư Tư phải gán thân cho Tần Trần, khiến cơ như Nguyệt không khỏi trợn mắt há mồm. Bất tri bất giác nàng liền quay sang U Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết, ta dù gì cũng là người của cơ gia, nếu Tần Trần lấy ta có thể được toàn bộ cơ gia ủng hộ, dường như cũng không kém so với thiên sinh mỹ thể chứ. Lời nói vừa dứt, cơ như Nguyệt sắc mặt liền ửng hồng hẳn lên, nàng không hiểu tại sao bản thân lại nói ra lời này nữa. Thế nhưng không đợi cho nàng đính chính lại lời nói của mình, thì U Thiên Tuyết đã tiến đến nghiêm túc nói, như Nguyệt, ngươi là bạn thân ta, nếu như Tần trần thích ngươi thì chuyện này cũng không phải là không thể đứng bên ngoài nghe mấy lời này làm mồ hôi trên trán Tần trần không ngừng chảy ra quả thật lúc này hắn cảm thấy ăn không tiêu mấy lời vừa rồi thế là hắn liền hướng u thiên tuyết quát lớn thiên tuyết đừng nói hưu nói vượng sau đó thì cầm tay u thiên tuyết kéo đến chỗ không gian trì luôn thấy Tần trần không nói thêm gì đã kéo u thiên tuyết rời đi làm cơ như nguyệt tức giận đứng dậm chân tại chỗ mà trần tư tư thì cũng không kém nàng liền hướng từng trần quát lớn đồ lưu manh nhìn bộ dạng của hai người lúc này Tân Trần cũng không biết nói gì, trong lòng chỉ biết cười khổ mà thôi, bản thân hắn làm gì có ý tưởng này đâu, thế mà hiện tại lại bị cho là lưu manh. Thở dài một hơi, Tân Trần nhanh chóng kéo U Thiên Tuyết đến trước không gian trì. Ngay khi vừa tiếp cận sương mù xung quanh không gian trì, Tân Trần mơ hồ cảm giác được không gian đạo tắc chi lực trong cơ thể mình có một ít hưng phấn, làm cho hắn kinh hỉ không thôi, miệng lẩm bẩm nói, không sai, đây quả thật là không gian trì. Đi qua màn sương mù này, Tân Trần cũng đến được một cái ao nước nhỏ, không chút do dự, hắn liền nhảy xuống dưới đó ngay thế nhưng ngay khi vừa mới tiến nhập vào không gian trì, Tần Trần tức khắc cảm thấy cả người truyền đến trận trận đau đớn, làm hắn không tự chủ được kêu lên một tiếng. Thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. đứng ở bên trên thấy vậy làm U Thiên Tuyết lo lắng không thôi. Ngay khi nàng định nhảy xuống xem Tần Trần thế nào, thì lại bị hắn ngăn cản lại. thấy U Thiên Tuyết không có nhảy xuống nữa, Tần Trần mới cắn răng nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ để xem nguyên nhân tại sao trong này lại ẩn chứa kinh người không gian chi lực phá hoại như vậy. và không lâu sau đó, thì hắn cũng phát hiện ra nguyên nhân đó chính là do quần áo trên người mình gây nên. Nói một cách dễ hiểu hơn, võ giả muốn tiến vào không gian trì tu luyện thì nhất định phải cởi hết quần áo, trần chuồng đi vào, nếu không sẽ dẫn đến không gian chi lực bạo động. Ngay khi tìm ra nguyên nhân, thân thể từng trần khẽ run một cái, quần áo trên người liền bị trấn nát, tức khắc hắn cảm thấy đau đớn giảm đi rất nhiều. Ngửa mặt nhìn lên ba người u thiên tuyết đứng bên trên, từng trần có chút xấu hổ nói, ba người các ngươi mau xuống đi, thế nhưng muốn tiến nhập không gian trì này thì bắt buộc phải cởi hết quần áo ra nếu không sẽ dẫn đến không gian chi lực bạo động, lúc đó thân thể các ngươi sẽ bị không gian chi lực xé rách ngay lập tức. Bây giờ ta sẽ đi đến chỗ sâu trong không gian trì này, rồi quay lưng về phía các ngươi, để các ngươi yên tâm mà cởi y phục, đến khi nào tiến nhập trong không gian trì rồi thì báo ta một tiếng. Nói xong tần trần liền tiến đến chỗ sâu trong không gian trì này luôn. Lúc này ở trên bờ, cơ như nguyệt khuôn mặt ửng hồng, thần sắc cuốn quyết quay sang U Thiên Tuyết hỏi nàng xem nên làm như thế nào. Áp chế lại ngượng ngùng trong lòng, U Thiên Tuyết quay sang nhìn cơ như nguyệt trầm giọng nói ở trong nơi này đâu đâu cũng là nguy hiểm nếu khi trước không phải trần thiếu xuất thủ thì chúng ta đã chết hết ở nơi này rồi hiện tại có cơ hội tăng lên thực lực như vậy thì chúng ta cần phải nắm chắc trong khi nói ra mấy lời này thì u thiên tuyết cũng đem quần áo trên người mình cởi bỏ xuống lời nói vừa dứt cũng là lúc cả người nàng tiến vào trong không gian trì rồi thấy u thiên tuyết đã tiến vào không gian trì cơ như nguyệt lại quay sang trần tư tư hỏi nàng xem nên làm như thế nào trầm ngâm một hồi thì trần tư tư cũng lên tiếng nói thiên tuyết nói đúng nếu không có từng trần thì chúng ta đều chết hết ở đây rồi. Hiện tại có cơ hội tăng lên thực lực như thế này ta không thể bỏ qua được. Ta phải giết chết hết đám người hiên viên đế quốc ở trong đây để trả thù cho những người đã chết của huyễn ma tông ta. Nói ra lời này, nàng liền cắn chặt răng, bắt đầu cởi bỏ y phục xuống, theo y phục rơi xuống, thì vóc người uyển chuyển, da thịt trắng nõn, chỗ lồi nên lồi, chỗ lõm nên lõm của Trần Tư Tư liền hiện ra, làm cho người ta cảm thấy vô cùng mê hoặc. Mang theo ngượng ngùng trên mặt, Trần Tư Tư liền tiến vào trong không gian trì ngay. Lúc này, đứng ở bên trên nhìn u thiên tuyết và trần tư tư đã ngâm mình trong không gian trì cơ như nguyệt lẩm bẩm nói ta cũng không tin tần trần có thể mặc quần áo nhảy xuống dựa vào cái gì ta phải cởi sạch y phục để xuống đó dứt lời nàng trực tiếp nhảy xuống không gian trì bên dưới luôn đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau